Buổi học hôm nay mình sẽ học nội dung cuối cùng ở trong chương xác suất thống kê. Đó là một bài về xác suất. Nội dung phần xác suất này là mình đã được học ở trong chương trình lớp 7 rồi. Bây giờ mình sẽ mở rộng thêm. Các bạn cùng quan sát trên bảng nhé. Cô có cái hình đồng tiền xu ở đây. Mệnh giá là 5.000 đồng. Thì cái đồng tiền xu này mình sẽ quy ước như sau. Cái mặt mà có chữ 5.000 đồng này và cái hình ảnh chùm một cột này mình sẽ coi là mặt sấp. Là mặt sấp nhá. Đây, cái này cô ký hiệu là mặt sấp này. Mặt sấp và ký hiệu là chữ S. Được chưa? Còn cái mặt đồng xu còn lại này, ở đây là có quốc huy Việt Nam, thì ở đây nó sẽ là mặt ngửa. Đây là do mình quy ước ngửa và viết tắt là bằng chữ N. Rồi, các bạn cùng quan sát lên bảng, cô có hai ví dụ. Ví dụ một là tung đồng xu một lần. Viết tập hợp A các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu. Nào, cô mời một bạn nào, cô mời Khánh Toàn nào. Khánh Toàn trả lời cho cô ý A. Cô là cái mặt xảy ra với đồng xu là S và N. Đúng rồi. Tập hợp A này gồm các kết quả có thể xảy ra, thì khi mà mình tung đồng xu một lần ấy, thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó xuất hiện mặt sấp, hoặc là trường hợp thứ hai là xuất hiện mặt ngửa. Như vậy là mình có hai trường hợp sấp hoặc ngửa. Ý B là viết tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra này đối với biến cố B. Biến cố B tức là mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa. Như vậy thì nó có mấy kết quả thuận lợi? Khánh Toàn trả lời tiếp cho cô ý B nào. Đâu Khánh Toàn đi đâu rồi? Minh Tường, à đây rồi. Khánh Toàn trả lời tiếp nào. Ở ý B nhá, biến cố B là mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa. Như vậy thì cái tập hợp B này bao gồm phần tử nào đây? N. À đúng rồi, chỉ có ngửa thôi. Chỉ có ngửa thôi. Và đây, mỗi phần tử của tập hợp B này được gọi là một kết quả thuận lợi cho biến cố B. Kết quả thuận lợi để cho cái biến cố B nó xảy ra đấy. Thì ở đây là mình có xác định được tập hợp B là gồm một phần tử là ngửa. Ý C là tìm tỉ số của các kết quả thuận lợi cho biến cố B và số phần tử của tập hợp A. Thế tỉ số tức là mình thực hiện phép tính gì con? À, phép tính chia, đúng rồi, con đọc cho cô phép tính chia là tỉ số ở đây sẽ là gì? Nhớ là tỉ số số các kết quả. Tức là mình phải đi đếm phần tử xem là tập hợp A này có bao nhiêu phần tử? 2. A là có 2 phần tử, tập hợp B là có bao nhiêu phần tử? 1 phần tử. Như vậy tỷ số của số kết quả thuận lợi cho biến cố B và số phần tử của tập hợp A, tỷ số sẽ là gì? 1/2. Đúng rồi, lấy số phần tử của tập hợp B chia cho số phần tử của tập hợp A. Và cái tỷ số 1/2 này nó chính là xác suất của biến cố B. 1/2 này chính là xác suất của biến cố B. Như vậy Khánh Toàn có thể tổng quát lên cho cô xem là để tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên thì mình sẽ làm như thế nào? Để tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên, chính là cái biến cố B này, nó chính là biến cố ngẫu nhiên này. Mình vừa thực hiện tỉ số là lấy số các kết quả thuận lợi và chia cho số phần tử của tập hợp A. Thế tập hợp A thì lại là gồm các kết quả có thể xảy ra. Như vậy mình sẽ có được như sau. Cô viết sang phía bên đây nhá. Để tính được xác suất của biến cố ngẫu nhiên thì mình sẽ lấy số kết quả thuận lợi. Cô viết tắt này. Đem chia cho số kết quả có thể xảy ra. Đấy, thì đây chính là công thức để mình đi tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên. Tiếp theo sang ví dụ 2. Sau khi tung một đồng xu 20 lần liên tiếp thì bạn Thảo kiểm đếm được là mặt ngửa xuất hiện 11 lần. Mặt ngửa này xuất hiện 11 lần. Viết tỷ số của số lần xuất hiện mặt ngửa trên tổng số lần tung đồng xu. Cô mời Phương Anh nào. Phương Anh viết cho cô. Đầu tiên là con xác định này, để viết được tỉ số tức là mình thực hiện phép tính chia. Tỉ số của số lần xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu lần? Mặt ngửa là 1/... số lần đã không? Xác định lần đã rồi, lát mình sẽ lần. Số lần xuất hiện mặt ngửa. Là bao nhiêu lần? Đọc cả đề xem mà. Có bao nhiêu lần xuất hiện mặt ngửa? Mặt ngửa có. Mặt ngửa là xuất hiện bao nhiêu lần? 11 lần. Đấy, 11 lần. Chú ý vào những cái dữ kiện mà cô đã gạch chân. Mặt ngửa xuất hiện 11 lần này. Tiếp theo là tổng số lần tung đồng xu là bao nhiêu? Tổng số lần. Tổng là 20 lần. Đúng rồi, chính xác. Tổng số lần tung đồng xu là 20 lần. Đấy, sau khi mà mình đã xác định xong được hai đại lượng này rồi thì mình sẽ đi tính tỉ số. Tỉ số sẽ là gì? Tỉ số là phép tính chia. Con lấy. Lấy 20/11. Con xem tỉ số này, tỉ số của cái gì viết trước thì nó ở trên tử, cái gì viết sau nó ở dưới mẫu. 11 chia cho 20. 11 chia cho 20, đúng rồi. Đây chính là tỉ số xuất hiện của lần xuất hiện mặt ngửa này trên tổng số lần tung đồng xu. Và cái số 11/20 này nó chính là xác suất thực nghiệm của biến cố. Thế là qua hai cái ví dụ này thì mình sẽ phân biệt được như nào là xác suất của biến cố ngẫu nhiên và như nào là xác suất thực nghiệm nhé. Ở cái ví dụ 1 này là mình chỉ tung đồng xu một lần thôi. Tung đồng xu một lần và xác suất tính bằng công thức này, số kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra. Còn ở ví dụ 2 đây là xác suất thực nghiệm, tức là mình thực hành tung đồng xu này 20 lần liên tiếp. Sau đó rồi công thức tính xác suất của mình sẽ là số lần xuất hiện mặt sấp hay là mặt ngửa trên tổng số lần thực hiện. Các bạn phân biệt hai cái xác suất này nhé. Mục 1.1 là xác suất của biến cố. Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa thì xác suất của biến cố sẽ là 1/2, giống như ở ví dụ 1 mình vừa tính ấy. Và xác suất của xuất hiện là mặt sấp thì cũng là 1/2. Còn bên đây là xác suất thực nghiệm của biến cố. Các bạn lưu ý công thức này, số lần xuất hiện mặt ngửa, đấy, có thể dưới này là mặt sấp này, chia cho tổng số lần tung đồng xu. Thì đây là đối với trò chơi của mình là trò chơi tung đồng xu nhé. Với các trò chơi khác thì nó cũng xây dựng công thức tương tự như vậy. Thế cô sẽ nhắc cái công thức này sang bên đây để lát mình dùng làm bài tập. Con vào lớp đi. Số lần xuất hiện mặt sấp hoặc ngửa nhé, tức là sấp hoặc ngửa trên tổng số lần tung đồng xu. Các bạn chỉ cần ghi ngắn gọn vào vở cho cô hai cái công thức này vào thôi. Ở chú ý này là cô có mối liên hệ giữa hai cái xác suất này. Trong trò chơi tung đồng xu này, khi số lần tung ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố thì nó sẽ ngày càng gần với xác suất của biến cố. Xác suất của biến cố tức là mình chỉ thực hiện cái hành động một lần thôi. Còn xác suất thực nghiệm là thực hiện nhiều lần. Ở trên bảng cô có ví dụ sau. Tính xác suất thực nghiệm, đây đề bài yêu cầu là tính xác suất thực nghiệm các bạn nhé. Thế là các bạn nhớ là mình sẽ sử dụng đến cái công thức số 2 này. Đánh số thứ tự ở đây, 1, 2. Biến cố là mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa. Mình quan tâm đến mặt ngửa này. Ở ý A là tung một đồng xu 20 lần liên tiếp và có 8 lần xuất hiện mặt ngửa. 20 lần tung và có 8 lần xuất hiện mặt ngửa. Như vậy thì xác suất thực nghiệm ở đây sẽ là gì? Cô mời anh Thơ nào. Ở ý A cô đặt cho cái biến cố này, đặt tên cho nó là biến cố A nhé. Để mình không cần phải viết lại. Xác suất thực hiện của biến cố A là gì? Việc đầu tiên là mình xác định này, đề bài yêu cầu là đây là đi tìm xác suất thực nghiệm rồi. Xác suất thực nghiệm tức là cái công thức số 2 đây, con cần phải xác định cho cô thứ nhất là số lần xuất hiện mặt sấp hoặc là mặt ngửa. Thì đối với bài này là đề bài yêu cầu là mặt ngửa đây nhá. Trên tổng số lần tung đồng xu. Lắp đúng một công thức như vậy thì con sẽ có công thức tính xác suất ở đây là gì? Số lần xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu? 8/20. Đúng rồi, là 8/20. 8/20 là có thể rút gọn được là bằng nhầm nhanh. 4/10 vẫn còn rút gọn được tiếp là bao nhiêu? 2/5. Đấy, đối với bài mà yêu cầu đổi ra phần trăm thì mình đổi tiếp ra, hoặc là đổi ra số thập phân, còn không thì mình sẽ để kết quả là 2/5 như thế này. Ý B. Ý B cũng làm tương tự như vậy. Nào, tung một đồng xu 15 lần liên tiếp và có 9 lần xuất hiện mặt sấp nhé. Đây là mặt sấp. Nhưng mà đề bài cái biến cố A của mình là đang nói là về xuất hiện mặt ngửa cơ. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Cô mời Quốc Đạt nào. Cô Đạt con bấm mic được không? À đây rồi. Thế con xác định cho cô là vẫn là đi tìm xác suất thực nghiệm, vẫn là lắp vào cái công thức này nhá. Số lần xuất hiện mặt ngửa trên tổng số lần tung đồng xu. Thế ở ý B này là tổng số lần xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu lần? Dạ là 9 lần. Là 9 lần, nhưng mà con đọc kỹ đề nhá. Đây là 9 lần xuất hiện mặt sấp. À. Đấy, thế mình phải đi 6 lần. Đúng rồi, số lần xuất hiện mặt ngửa. Đọc kỹ đề không nhầm. Thế là xuất hiện mặt ngửa, phép tính sẽ là lấy 15 trừ đi 9 lần xuất hiện mặt sấp thì sẽ ra 6 lần xuất hiện mặt ngửa. Sau đó là mình đi tính xác suất nhé. Xác suất thực nghiệm. Của biến cố A. Phép tính là gì con? Là chín phần 15. Vẫn là 9, thì ở chỗ này tìm ra số 6 để làm gì? 6/15. Đúng rồi, 6/15. Mình cái biến cố A của mình là đây xuất hiện mặt ngửa, nên mình chỉ cần quan tâm đến mặt ngửa thôi. 6/15 đúng rồi, rút gọn bằng chia được cả tử mẫu cho 3 đúng không? Vẫn là 2/5. Xác suất cũng vẫn bằng 2/5. Cô chữa bài này nhá. Ý A cô mời Minh Khôi à? Rồi, ở ý A là tính xác suất thực nghiệm của biến cố là bạn Băng tung đồng xu được mặt ngửa. Nhớ nhá, mình là quan tâm là kết quả của bạn Băng này và xuất hiện mặt ngửa thôi. Vậy thì việc đầu tiên là mình phải tính xem là bạn Băng bạn tung ấy được bao nhiêu lần xuất hiện mặt ngửa và trên tổng số lần bạn đấy tung đồng xu. Như vậy con xác định cho cô đầu tiên là đến số lần xuất hiện mặt ngửa nào. Bạn Băng trước nhá. Số lần xuất hiện mặt ngửa của bạn Băng là 5 lần. 5 lần à? Mặt ngửa đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Vậy là bạn Băng tung được 5 lần xuất hiện mặt ngửa. Như vậy thì cái xác suất thực nghiệm của biến cố A là gì nào? Cảm ơn cô là 5/10 là 1/2. Đúng rồi, chính xác. Xác suất thực nghiệm. Của biến cố. Đấy, cái biến cố này là biến cố Băng tung đồng xu được mặt ngửa. Cô đặt là biến cố A. phép tính sẽ là lấy 5/10. Ở đây các bạn rút gọn sẽ bằng 1/2. Đấy, còn nếu bạn nào để ra phần trăm thì vẫn là kết quả đúng nhé, là 50%. Tương tự như vậy ý B, nhưng cô trả lời tiếp cho cô ý B nào. Ý B là bạn Linh tung đồng xu được mặt sấp. Lại kiểm tra cô xem là số lần xuất hiện mặt sấp là mấy? Là 5 lần. Là 5, vẫn là 5 lần. Trên tổng số lần bạn Linh thực hiện là? Là 10 lần. Là 10 lần đúng rồi. Và kết quả cũng vẫn là bằng 1/2. Trình bày tương tự như ý A nhé. Nội dung tiếp theo đó là trong trò chơi gieo xúc xắc. Đấy, bạn nào chơi cái trò cờ cá ngựa ấy, nó cũng có cái xúc xắc này này. Cái xúc xắc này thì nó khác đồng xu ở cái điều gì? Nhật Minh nào? Nó có nhiều mặt, thế nên nó có tổng cộng có bao nhiêu mặt? 6 mặt đúng rồi. Và các mặt của nó sẽ có số chấm, gồm có mặt 1 chấm này, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Thì tương tự như vậy, để tính xác suất của cái biến cố này, xác suất của biến cố ngẫu nhiên, thì đây nha, các bạn vẫn sử dụng cái công thức số 1, đó là kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra. Còn đối với xác suất thực nghiệm thì như sau. Xác suất thực nghiệm nhé. Xác suất thực nghiệm của biến cố là mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt k chấm. K chấm và cái k này có điều kiện là k thuộc số tự nhiên. K lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 6. Do là trên cái con xúc xắc của mình là chỉ có từ mặt 1 chấm đến mặt 6 chấm thôi, chứ không có hơn. Đấy, khi gieo xúc xắc nhiều lần thì đây chính là công thức này. Các bạn lại ghi cho công thức này vào nhé. Đây là công thức số 3. Là đi tính xác suất thực nghiệm trong trò chơi gieo xúc xắc, đó là số lần xuất hiện mặt k chấm trên tổng số lần gieo xúc xắc. Mối liên hệ giữa xác suất của biến cố và xác suất thực nghiệm thì vẫn tương tự như ở nội dung trước. Đó là khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm này càng gần với xác suất của biến cố. Rồi, các bạn ghi xong công thức rồi mình sẽ bắt đầu làm bài nhé. Cô mời Khánh Vy nào. Đọc đề và cho cô biết xem là mình sẽ sử dụng công thức 1, 2, 3 ở bên kia là sử dụng công thức nào. Thứ nhất là gieo ngẫu nhiên con xúc xắc này một lần, chỉ gieo một lần thôi, tính xác suất của biến cố sau. Vậy chỉ gieo một lần thôi thì theo Khánh Vy là nó thuộc cách nào đây? Ô, Khánh Vy đâu rồi? Con sử dụng cái công thức nào để con tính xác suất ở bài này? Công thức số 3 này là công thức để đi tính xác suất thực nghiệm nhé. Còn ở đây cái con xúc xắc của mình nó chỉ gieo một lần thôi, thì đây là đi tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên, là cái số 1 này, là số 1. Tại vì mình chỉ gieo một lần thôi các bạn nhé. Nó chính là số kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra. Thế ở IA này đi xác định số kết quả thuận lợi trước này. Cô sẽ đi tính kết quả thuận lợi. Của biến cố A. Cô đặt là ABC thôi nhé. Biến cố A này, biến cố B này và biến cố C. Ở biến cố A là mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2. Khánh Vy liệt kê cho cô các kết quả thuận lợi nào. Đúng rồi, chính xác. Đây là mặt gồm có mặt 2 chấm này, mặt 4 chấm và mặt 6 chấm. Đấy, như vậy thì là số kết quả ở đây là có mấy kết quả? 3, đúng rồi, cô viết số 3 ở đây nhá. Thế là có 3 kết quả, vậy lắp đúng vào công thức là mình lấy đi tính xác suất. Xác suất của biến cố A. Thực hiện tính như sau, lấy số kết quả thuận lợi này chia cho số kết quả có thể xảy ra. Thế là kết quả thuận lợi ở đây là mình có 3 rồi. Chia cho số kết quả xảy ra, tức là khi mà con tung cái xúc xắc cái một lần ấy thì nó có thể có mấy kết quả xảy ra? 6, đúng rồi, tại vì nó có 6 mặt mà, đúng không? Thế là bằng 3/6 cũng gọn bằng 1/2. Đấy. Còn Khánh Vy là mới liệt kê được đến các kết quả thuận lợi chưa? Thôi còn chưa tính xác suất. Tiếp theo đến IB. IB cô mời Quang Duy nào. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3. Đấy, chia hết cho 3, thế từ 1 đến 6. Kiểm tra cho cô các số chia hết cho 3 nào. Kết quả thuận lợi trước này. Kết quả thuận lợi. Của biến cố B. Quang Duy liệt kê cho cô nào. Kết quả thuận lợi gồm có số chấm là số chia hết cho 3. Mà mình lại chỉ có từ số 1 đến số 6 thôi. Liệt kê cho cô các số chia hết cho 3 từ 1 đến 6. Rồi cô thấy cô đọc được cái đáp án của Duy rồi, cô viết luôn lên nhá. Đó là bạn ấy phát hiện được ra là số chia hết cho 3 là gồm có mặt 3 chấm và mặt 6 chấm. Như vậy là mình chỉ có 2 kết quả thôi nhé. 2 kết quả là mặt 3 chấm và mặt 6 chấm. Xác suất của biến cố B. Số kết quả thuận lợi là 2 này, chia cho số kết quả có thể xảy ra là 6 và kết quả rút gọn là bằng 1/3. Hầu hết câu này cô thấy bạn nào cũng đúng. Để có IC thôi, IC này dễ gây nhầm lẫn này. IC cô mời Hữu Nhân này. Việc đầu tiên là vẫn đi xác định cho cô kết quả thuận lợi nhá. Biến cố C là số chấm chia cho 5 dư 1. Kết quả thuận lợi biến cố C. Con đọc cho cô kết quả thuận lợi nhé. Là số 6 và số 1. Số 6 và số 1, đúng rồi. Rất nhiều bạn quên mất là cái số 1 đấy. Thế số 1 chia cho 5. 1 chia cho 5 bằng 0 dư 1 nhé. Vậy là ở đây là mình sẽ có là mặt 1 chấm và mặt 6 chấm. Và mặt 6 chấm. Đấy, như vậy là có 2 kết quả thuận lợi. Như vậy thì xác suất của biến cố C. Xác suất của biến cố C sẽ là gì? Kết quả thuận lợi là 2 này. Chia cho số kết quả có thể xảy ra là 6 này, vậy là bằng 1/3. Xác suất bằng 1/3. Ở đây các bạn hay nhầm là quên mất cái số mặt 1 chấm này. 1 mà chia cho 5 là bằng 0 dư 1. Còn 6 chia cho 5 là được 1 dư 1. Và đây mình chỉ quan tâm đến cái số là chia 5 dư 1 thôi. Thế là lấy cả 2 số nhé, gồm có mặt 1 chấm và mặt 6 chấm. Rồi, Nhật Huy làm cho cô ý ra nhá. Đề bài cho là gieo một con xúc xắc 40 lần liên tiếp này, có 18 lần là xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 6 chấm. Đề bài yêu cầu là xác suất thực nghiệm nhá. Công thức số 3 là đi tính số lần xuất hiện mặt K chấm trên tổng số lần gieo xúc xắc. Như vậy con có tính được luôn xác suất thực nghiệm không? Xác suất thực nghiệm của biến cố A là gì? Là lấy 18 chia cho 240. Ô, chia cho bao nhiêu ạ? 240. Của biến cố A là lấy 18 này, em chia cho 40. Rồi rút gọn kết quả bằng chia được cả tử và mẫu cho 2 này. Đây, trên tử được 9 này, dưới mẫu được 20. Thì đây chính là xác suất cần tìm. Rồi, con chữ luôn gội B nhá. Tiếp theo là gieo một con xúc xắc này 20 lần liên tiếp, có 8 lần xuất hiện mặt 1 chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 1 chấm. Vẫn giống y như câu trên thôi, tính cho cô xác suất thực nghiệm nào. Tính cho cô là lấy 8 chia cho 20. Đúng rồi. Của biến cố B lấy 8 chia cho 20, rút gọn bằng nhận cho cô là 4 phần 5. Con chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu đấy? Nếu mà chia cho 2 thì nó phải ra là 2 phần nếu chia cho 2 ra 4 phần 10. Còn nếu mà con chia cho 4 thì nó sẽ ra là 2 phần 5. Tính nhầm cẩn thận không nhầm nhé. Yeah. Đối với dạng bài tính xác suất này thì các bạn nên để cho cô ở dưới dạng là kết quả là số hữu tỉ nhé, tức là để phân số ấy. Nếu mà tính ra phần trăm thì mình lại thêm một bước nữa, mà nếu mà tính ra số thập phân ấy thì sẽ có những cái bài mà cái số thập phân của mình nó là số thập phân vô hạn. Thế nên mình nên để kết quả là phân số. Dạng số 3 là trò chơi ngẫu nhiên. Chọn một đối tượng từ một nhóm. Ở mục 3.1 là xác suất của biến cố ngẫu nhiên. Thì nó vẫn là cái công thức số 1 này các bạn nhé. Tức là mình làm cái hành động đấy nhưng mình chỉ làm một lần thôi. Thì nó là cái công thức số 1 này. Còn đối với cái phần 3.2 này là xác suất thực nghiệm của biến cố này. Là cái đối tượng A được chọn ra khi chọn đối tượng nhiều lần bằng cái công thức này. Đây chính là công thức số 4 nhá. 4. Các bạn ghi lại cho cô công thức số 4 này là lấy số lần đối tượng A được chọn ra. Số lần đối tượng A này được chọn ra chia cho tổng số lần chọn đối tượng. Tổng số lần chọn. Ví dụ như là chọn bóng ở trong hộp này. Nếu mà chỉ chọn một lần thôi thì nó là cái công thức số 1 nhé. Nhưng mà nếu mà mình chọn 2 hay là 3 lần thì nó chính là công thức số 4. Để các bạn phân biệt. Hộp này là có 30 quả bóng này, đánh số từ 1 đến 30. Đồng thời các quả bóng từ 1 đến 10. Từ 1 đến 10 thì được sơn màu cam. Các quả bóng còn lại thì được sơn màu xanh. Thế là chỉ có 2 màu thôi, một là bóng cam và hai là bóng xanh. Các quả bóng có kích cỡ và khối lượng như nhau, lấy ngẫu nhiên một quả trong hộp. Lấy một quả trong hộp thôi. Khánh Ngọc đâu rồi con nhỉ? Thế lấy một quả trong cái hộp đấy thôi thì theo con thì nó sẽ là xác suất của biến cố ngẫu nhiên hay là nó sẽ là xác suất thực nghiệm? Chỉ lấy một quả thôi nhá. Những cái gì? Đúng rồi, nó chính là cái công thức số 1 này. Các bạn lưu ý nhá, cái gì mà các hoạt động ấy mà mình chỉ làm một lần thôi thì nó là cái công thức số 1. Còn nếu mà mình làm nhiều lần thì nó sẽ là công thức số 4. Thế đây chỉ là một lần thôi là sẽ đi tính số kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra. Ý à? Con đi tính kết quả thuận lợi trước này. Kết quả thuận lợi cho biến cố A là gì? Biến cố A là quả bóng lấy ra được sơn màu cam. Thế trong cái hộp đấy thì có bao nhiêu cái quả được sơn màu cam? 10 đúng rồi, chính là từ 1 đến 10 đúng không? Vậy là cái kết quả thuận lợi cho biến cố này sẽ là 10. Là 10 nhé. Đó là gồm các cái quả được đánh số từ 1 đến 10. Thế là có 10 kết quả rồi. Như vậy thì xác suất của biến cố A là gì? Phép tính của con sẽ là gì để đi tính xác suất? 10 chia cho 30. Đúng rồi, chia cho 30. Đó là số kết quả có thể xảy ra. Là trong cái hộp nó có 30 quả thì mình bốc một quả nào cũng được. Thế là có 30 trường hợp có thể xảy ra. 10 chia cho 30 rút gọn bằng 1/3. Đấy. Con chữa tiếp cho cô ý B nhé. Ý B là quả bóng lấy ra được sơn màu xanh. Đấy, ở ý A là sơn màu cam, bây giờ đến ý B là sơn màu xanh. Thế tính kết quả thuận lợi này. Số kết quả thuận lợi. Số kết quả thuận lợi cho biến cố V. Lấy 30 trừ 10. Đúng rồi, chính xác, lấy 30. 30 là tổng số quả này, trừ đi 10 quả màu cam, thế là sẽ bằng 20 quả màu xanh. Thế là 20 kết quả. Sau đó con sẽ tính được xác suất. Xác suất của biến cố B là 20 chia 30. Đúng rồi, 20 chia cho 30 và rút gọn được bằng 2/3. Ý C nhé. Tiếp theo cô mời Minh Thư nào. Minh Thư làm cho cô ý C nhé. Đó là quả bóng lấy ra được ghi số tròn trục. Minh Thư có ở trong phòng không con? Có. Rồi. Thế ở ý C này, việc đầu tiên là mình cũng đi xác định xem là số kết quả thuận lợi. Thế con liệt kê cho cô kết quả thuận lợi trước nào. 10, 20, 50. Đúng rồi, tròn trục. Kết quả thuận lợi này là sẽ là 10 này, 20 này và 30. Đây là cái số được ghi ở trên quả bóng. Thế là đây là mình sẽ có 3 kết quả thuận lợi. Như vậy, xác suất của biến cố C là gì? 30. Đúng rồi, chính xác. Xác suất của biến cố C là 3/30, rút gọn bằng 1/10. Đấy. Ý D. Quả bóng được lấy ra sơn màu xanh và ghi số chia cho 3. Đấy nhá, phải nhớ là ở đây có hai điều kiện này. Thứ nhất là sơn màu xanh và thứ hai là chia cho 3. Đấy, Minh Thư làm tiếp giúp cô liệt kê những kết quả thuận lợi cho biến cố D. Cho biến cố D. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 18 này, 21, 24, 27 và 30. Rồi con giải thích cho các bạn vì sao con lại lấy từ số 12 mà không có số 6, số 9 không? Tại vì các quả bóng màu xanh thì bắt đầu từ số 10 đến 30. À đúng rồi, từ 1 đến 10 nhé, từ 1 đến 10 là sơn màu cam. Thế những quả bóng còn lại là bắt đầu từ số 11. Từ 11, ở đây là bắt đầu từ số 11 đến số 30 là được sơn màu xanh. Và các số chia cho 3 trong từ 11 đến 30, đây bạn đã liệt kê đủ ra đây rồi. Ở đây là có mấy số? Đôi, 4, 6, 7 số. 7 đúng không? 7. Thế là có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố D. Như vậy mình sẽ tính được xác suất. Xác suất của biến cố D là phép tính sẽ là 7 và chia cho 30. Ý A, ý B cô mời Thiên Sơn nào. Ở ý A là học sinh được chọn học tiếng Trung nhé. Việc đầu tiên là con xác định cho cô là con sẽ sử dụng cái công thức nào đã, cái số 1 hay cái số 4 để tính. Đề bài cho là chọn ngẫu nhiên một học sinh, chọn ngẫu nhiên một học sinh từ cái trung tâm này. Như vậy thì nó chính là cái số 1, công thức số 1 nhé, là đi tính số kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra. Ở biến cố A là học sinh được chọn học tiếng Trung. Thế thì số kết quả thuận lợi là bao nhiêu? Rồi, đây, 25. 25 học sinh học tiếng Trung, thế là 25 rồi này. Trên số kết quả có thể xảy ra là 60, đúng rồi. Con rút gọn là bằng 5/12. Đúng rồi, ý B. Ý B là học sinh được chọn học tiếng Nhật. Vậy thì số kết quả thuận lợi là bao nhiêu? Là vẫn là 25. Này, 25 học sinh học tiếng Nhật, kết quả thuận lợi là 25 chia cho số kết quả có thể xảy ra là vẫn là 60. Nên là như kết quả bên trên vẫn là 5/12. Đấy. Ý C. Ý C của mời Hiếu nào, Đăng Hiếu. Ý C là học sinh được chọn học tiếng Hàn. Số kết quả thuận lợi là bao nhiêu? Cô số gì là 7/60. À, 7/60 đúng rồi. 7/60 nhá, số kết quả thuận lợi là 7, tức là có 7 bạn học sinh học tiếng Hàn và 60 là tổng số học sinh. Ý đây. Học sinh được chọn học cả tiếng Trung và tiếng Hàn là có mấy bạn? 3/60. Đúng rồi, 3/60. 3/60 rút gọn là bằng 1/20. Đấy. Đến câu này thì cô thấy hầu hết các bạn đều làm đúng. Xác suất thử nghiệm của biến cố A là quả bóng lấy ra màu vàng nhá. Là 7 chia cho 7 chia 45. 7 chia cho 45, đúng rồi. Đây chính là công thức số 4. Đó là số lần A được chọn ra, tức là số lần quả bóng vàng được nhặt ra. Thì quả bóng vàng nhặt ra là được 7 lần, và chia cho tổng số lần chọn. Đấy, là 45 lần. Vậy thì ở đây sẽ là xác suất của biến cố A là lấy 7 chia cho 45. Rồi. Ý B. Tùng làm tiếp ý B là tính xác suất thực nghiệm của biến cố quả bóng lấy ra là quả bóng màu hồng. Xác suất của biến cố B là 10 chia cho 45. 10 chia 45. Rồi là 10 chia cho 45. Con rút gọn nhé. 10 quả màu hồng, đúng rồi. Chia được cả tử và mẫu cho 5 này. 2/9. Ý C. Ý C cô mời Phương Linh. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố quả bóng lấy ra là quả bóng màu đỏ. Màu đỏ nhá. Đọc kỹ đề xem là đề bài đã cho số lần lấy được quả bóng màu đỏ hay chưa. Chưa cho. Thế bây giờ con sẽ tính số lần lấy bóng đỏ. Đâu bóng đỏ đâu. Số lần lấy bóng đỏ là bao nhiêu? Là bao nhiêu lần? Chưa có. Thế mình đi tính nhá. Số lần lấy bóng đỏ. Phép tính là gì nào ạ? Là 45 - 7 - 10. Đúng rồi, trừ số lần bóng vàng và trừ đi bóng hồng nữa. Thế kết quả là bằng 28 lần. Đấy. Sau khi tính được số lần lấy được bóng đỏ rồi mình sẽ đi tính xác suất. Xác suất của biến cố C là 28 - 45. Đúng rồi, 28 này chia cho 45. Có rút gọn được không? Không. 28/45. Bài cuối cùng là bạn Liên có 5 thẻ này, ghi tên loại từ trong tiếng Anh đã học gồm có danh từ, viết tắt là chữ D này, động từ, chữ này là chữ D, tính từ là chữ T, trạng từ là chữ TR và giới từ là chữ G. Xác định xem thẻ đó có từ thuộc loại nào. Liên lấy ngẫu nhiên một thẻ trong 5 thẻ đó và thực hiện thí nghiệm này 12 lần. Đây, và có cái bảng kết quả bảng như sau. Tức là lần thứ nhất là bạn đấy là rút được chữ D này, chữ D này là danh từ này. Tương tự như vậy 12 lần. Ý A là tính xác suất thực nghiệm của biến cố thẻ lấy ra là trạng từ. Trạng từ là mình vừa mới xem là viết tắt là TR nhé. Cô đặt đây là biến cố A này, biến cố B và biến cố C. Một bạn làm cho cô bài này nhé. Cô mời Khánh Vy nào. Khánh Vy làm cho cô ý A nhé. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố thẻ lấy ra là trạng từ. Đấy, người ta nói rõ là xác suất thực nghiệm rồi, tức là công thức số 4 rồi đấy. Khánh Vy đâu rồi con? Thế Khánh Vy trả lời cho cô nào. Việc đầu tiên là mình phải xác định xem được là số lần mà lấy ra được thẻ ghi là trạng từ là bao nhiêu lần, bằng cách là đếm thôi. Con đếm xem là có bao nhiêu. Con nhìn rõ cái bảng này không? Thế trạng từ này, đây TR1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Như vậy là mình có 4 lần. 4 lần bạn ấy lấy được ra thẻ là trạng từ. Như vậy thì xác suất thực nghiệm của biến cố A là gì? Là lấy số lần cái thẻ trạng từ đấy được chọn ra và chia cho tổng số lần chọn. Thế mình vừa mới đếm được là có 4 lần. 4 lần chia cho tổng số lần là bao nhiêu? Tổng số lần bạn đi thực hiện là 12, đúng rồi. Vậy là rút gọn bằng 1/3. Đấy. Tương tự như vậy, ý B là xác suất thực nghiệm của biến cố thẻ lấy ra được là danh từ. Khánh Vy làm tiếp ý B cho cô nhé. Con đếm đi xem là có bao nhiêu danh từ. Hai danh từ này, 1 này, 2 này. Đúng rồi, đây là chữ khác nhá. Rồi. Như vậy là có 2 lần, vậy là xác suất thực nghiệm của biến cố B là 2 lần chia cho tổng số lần thực hiện là 12, rút gọn kết quả bằng 1/6. Khánh Toàn làm tiếp cho cô ý C nào. Ý C là tính từ. Tính từ đúng rồi, chỉ có duy nhất một thôi. Đây, chỉ có duy nhất một ở đây thôi. Như vậy thì xác suất của biến cố C sẽ là gì? 1/2. Đúng rồi. Xác suất thực nghiệm của biến cố C là 1/12. Bài học hôm nay thì cô và các bạn đã tìm hiểu về xác suất thực nghiệm của một số biến cố trong những cái trò chơi đơn giản, ví dụ như là tung đồng xu, gieo xúc sắc, lấy quả bóng này.